thế giới sao tin, sân chơi giải trí hướng nghiệp dành riêng cho team yêu thích nghệ thuật và đang tìm cơ hội thể hiện ước mơ. Nơi gặp gỡ các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Nơi gặp gỡ các thầy cô, chuyên gia uy tín đang cống hiến và hoạt động nghệ thuật. Em bị sida rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới liền. Nói sao cho vừa. Khám phá năng lực bản thân với những bài trắc nghiệm thú vị. Tôi là đại diện của báo Ve Ge Tha Bà Le Tham. Mấy bữa nay á, nghe dư luận nó rộ lên cái chuyện nhà của ông Đào được cổ vật. Em sẽ nghỉ học, tiếp tục đi lượm ve chai để cho anh đi học nha. Em mà nghỉ học thì đừng gọi anh là anh nữa. Chào bé muội. Dạ. Em có quà tặng anh nè. Thế giới sao tin, khi tin cũng có thể thành sao.